Thưa quý vị, dù là một ngày, một tháng hay là một năm, các em thuộc được một chữ cái hay là một động tác, đấy là sự tiến bộ của các em. Và tôi sẽ luôn kiên trì nhắn lại để dạy cho các học sinh của mình. Đó là những lời tâm sự xúc động của cô giáo Hồ Thị Mỹ Dung đang công tác tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa Nhập Đà Nẵng khi nói về công việc của mình. Và bây giờ hãy cùng với Thùy Quyên đến thăm nơi cô giáo làm việc cũng như là tìm hiểu rõ hơn về công việc đặc biệt của người giáo viên này nhé. Sau khi tốt nghiệp khoa giáo dục đặc biệt trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng năm 2008, cô Dung được tuyển dụng vào giảng dạy tại trường phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu, nay là Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập. Học sinh của cô là những em khiếm thính, khiếm thị, khuyết tật trí tuệ, tự kỷ. Dạy cho trẻ em bình thường đã vất vả, dạy cho trẻ em khuyết tật càng khó khăn bội phần. Thấu hiểu điều đó, cô Dung đã tìm cách giúp các em vượt qua những hạn chế, khó khăn, thậm chí là nỗi đau mà các em đang phải chịu đựng. Chào cô Dung, chào các bạn học sinh. Chào cô. Và hôm nay thì Quyên rất là vui được đến thăm lớp dạy của cô Dung ạ. Điều gì đã khiến cô gắn bó với nghề này ạ? Cái điều lý do lớn nhất mà khiến cho mình gắn bó với cái nghề này đó chính là cái tình yêu thương cũng như là cái sự đồng cảm sẻ chia đối với những cái khó khăn bất hạnh của các em. Dạy các bạn học sinh có khuyết tật về thể chất thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều những cái khó khăn rồi. Vậy thì đối với cô thì điều gì là khó khăn nhất trong quá trình giảng dạy và công tác của mình tại trường ạ? Cái khó khăn lớn nhất đối với mình đó là khi mà mình chủ nhiệm một lớp thì trong lớp nó với rất là nhiều cái khuyết tật của các em, cũng như là mỗi em nó lại có một cái màu sắc riêng và không em nào là giống em nào. Thành ra là giáo viên cũng phải là học cách để mà quản lý được các cái hành vi đó, như là hướng dẫn các em tập trung chú ý vào cái tiết dạy của mình, tiết học của mình. Và những khó khăn thì rất là nhiều trước mắt, nhưng mà có lẽ là nhìn những ánh mắt và nụ cười và sự tiến bộ hàng ngày của các em cũng là động lực để cho cô yêu nghề và gắn bó hơn. Vậy thì cô có thể chia sẻ một chút là vượt qua những khó khăn đó, điều gì đã giúp cho cô yêu nghề hơn? Bằng cái sự tâm huyết cũng như là cái tình yêu thương đối với học sinh thì theo mình đó là cái động lực lớn nhất để mình theo đuổi cái con đường này, cũng như là mình phải bản thân mình phải tìm thấy được cái niềm vui trong chính cái công việc hàng ngày của mình. Vậy thì những tâm sự về nghề và những đôi điều về câu chuyện dạy học của mình tại ngôi trường này thì cô muốn nói điều gì ạ? Trong cái công tác giảng dạy của mình thì mình để lại rất là nhiều cái kỷ niệm cũng như là cái ấn tượng cho mình. Mà cái câu chuyện là mới đây thôi, là vào cái đầu năm học này thì bạn Thảo của lớp mình là vì cái hoàn cảnh gia đình thì mẹ có xin cho bạn nghỉ học, nhưng mà khi mà tìm hiểu cái tâm tư nguyện vọng của bạn Thảo thì mặc dù là bạn khó khăn về thể chất cũng như là khó khăn về vận động, về giao tiếp, nhưng mà cái ước mơ được đến trường của bạn rất là cháy bỏng. Vì vậy là mình đã gặp gỡ cũng như là trao đổi với phụ huynh, là tìm hiểu được những cái khó khăn để mà chia sẻ được tâm tư nguyện vọng của phụ huynh thì rất là mừng. Trong năm học này thì bạn Thảo đã tiếp tục được đi học. Là những cái niềm vui rất là tuyệt vời và những công sức tâm huyết của cô dành cho các em học sinh thì không thể nào mà tả hết được. Và chính sự thành công và tiến bộ, sự hiện diện của các bạn có mặt tại ngôi trường này, tại lớp này, đó chính là một niềm vui rất là không tả dành cho sự nghiệp của mình. Và xin kính chúc cô cũng như là các bạn sẽ luôn vững khỏe, vui sống và có sức khỏe, và đem đến sự nhiệt huyết và giúp cho các bạn càng ngày càng phát triển và hội nhập hơn với cộng đồng và xã hội. Ở lớp học này, các em học sinh còn được cô Dung trang bị kỹ năng sống độc lập với nhiều kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xã hội, kỹ năng tự phục vụ. Với cô, đây là bước chuẩn bị rất cần thiết và quan trọng. Đó chính là hành trang để các em tự tin bước vào đời, hòa nhập với cuộc sống khi không còn khả năng học chữ. Thảo ơi, được cô Dung dẫn dắt đến trường thì cảm xúc của em như thế nào? Khi học cùng với các bạn cũng như là với cô Dung thì là em có những cảm xúc suy nghĩ gì nhỉ? Dạ em thấy rất là vui khi được học với cô và gặp tất cả mọi các bạn. Nếu như học thì cố gắng hơn để học cho giỏi và không làm cho cô buồn. Để nâng cao hiệu quả dạy và học, cô Dung đã có nhiều sáng kiến trong việc thiết kế dụng cụ và đổi mới phương pháp giảng dạy. Điều đó đã giúp các em học sinh dễ hiểu bài và rút ngắn thời gian thực hành hơn. Bên cạnh đó, cô Dung còn chủ động tham mưu với lãnh đạo trung tâm, tổ chức các hoạt động ngoại khóa để các em thư giãn và tạo sự gần gũi, chia sẻ giữa cô trò. Cô Hồ Thị Mỹ Dung hiện tại thì đã đang công tác tại trường là hơn 15 năm. Thì trong thời gian công tác thì cô Dung luôn thể hiện mình là một giáo viên tận tâm, nhiệt huyết với nghề, tận tâm với học sinh. Cô có chuyên môn rất là vững vàng, được đào tạo bài bản về cái chuyên ngành và giáo dục trẻ khuyết tật. Vâng, thưa quý vị, để làm tốt một công việc nào đó thì ngoài kiến thức chuyên môn cũng cần có một cái tâm và tình yêu thật sự với công việc của mình. Và hy vọng với tình yêu, lòng nhiệt huyết và tấm lòng của cô giáo dành cho những em học sinh khuyết tật thì cô Hồ Thị Mỹ Dung sẽ tiếp tục truyền lửa và giúp cho các em có hoàn cảnh đặc biệt vượt qua khó khăn trong cuộc sống và vươn tới đạt được những ước mơ trong tương lai.